Hello, xin chào tất cả các bạn Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Heo VKT Thì uh, hôm nay Mình giới thiệu đến các bạn một con game uh, Ngắn gọn thôi Đó là cái gì quên tên luôn à Hiệp khách giang hồ ha bản này việt hóa nói chung thấy cũng ok thôi không thèm đăng ký ở đây có đăng ký nè đăng nhập nè làm biến quá bấm đăng nhập nhanh đi hôm nay thì có kha khá game nè à, có server 2 nè Vô 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 vô, vô. con. Server 2 cho không được hả ta? Ờ à, không có kết nối qua server 1. Vô 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 vô. Rồi ok. Con nào vô test cũng vậy. Để đại con này đi. Anh em cũng quá quen thuộc với con này rồi chúng ta chỉ cần vô test thử coi nó có cái gì cái gì cái gì trong này thôi à mình nói một lần nữa là cái bản này chắc cũng có nhiều người biết rồi ha đâu để xem nó cho cái gì đây Ô vào game chưa có gì hết ta Nằm đâu vậy à, Bấm nạp là bấm không được nè Thư là không có gì nè Ở Tiền nằm đâu À, nhớ rồi, lên level 10 thì được 10.000 kim nguyên bảo, level 30 thì uh, được uh, 20.000 kim nguyên bảo Còn đánh phụ bản gì thì được 10.000, 20.000 gì đó Hello. Quên, lên level 10 thì được 10 triệu kim nguyên bảo, lên uh, level 30 thì được 20.000 kim nguyên bảo còn đánh phụ bản thì có tỷ lệ là rớt là từ 5.000 cho đến 15.000 kim nguyên bảo khóa à, Nghe nói kim nguyên bảo khóa mua được kim nguyên bảo không khóa trong shop để coi coi Nằm đầu ta Vàng khóa Có thấy gì đâu trời lừa đảo phải lồn vậy đây túi vàng nè Đù, ngon lành ngon lành 10 triệu kim ngân bảo mua được 100 triệu này đù để test để test lên thử coi À, dạo này mở tiếng mở nhạc đồ nó cứ bị dính bản quyền đồ không chán thiệt Giết nói chuyện người luôn mai chiều cho tôi ca luôn tôi hỏi cần ha còn ấy quá chứ mở nhạc mở game đồ lên nhạc game đồ lên cũng bị dính bản quyền nữa chứ bữa nay thì có kha khá game Úp hết thì uh, sợ anh em chơi không hết vô khôi không hết thì mai chiều nó uh, xuống cái lượt xem hơi thấy nó hơi buồn buồn anh em nào mà muốn uh, có game chơi nhiều nhiều úp game liên tục á thì uh, anh em cố gắng ủng hộ mình ha anh em nào có tiền ủng hộ tiền không có tinh thờ, không có tiền thì uh, ủng hộ cái gì đây Yeah, cái gì kia? 1 2 40 uh, ngon lành ngon lành. Ở đây 10.000 nè. Ở bên kia lên level Lê 10 là được 10.000 nữa. Lên level Lê 30 là được thêm 20.000 nữa. Là tổng cộng là 40.000 kim cương bảo khóa. Xong ta đem 10.000 kim cương bảo khóa. Ủa 10 triệu kim cương bảo khóa. Á <laughs> à, giết lẹo lử quá. Nhiều việc phải lo quá giờ làm ăn cạnh tranh nó nói lẹo lử đó đăng nhập ngày đầu tiên là được 10 triệu kim nguyên bảo level 10 là được thêm 10 triệu kim nguyên bảo nữa 20 30 là được 20 triệu kim nguyên bảo là tổng cộng 40 triệu kim nguyên bảo chúng ta dùng 10 triệu kim nguyên bảo vào đây mua đó mở ra chúng ta sẽ có tên 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 1 2 3 4 5 6 7 8 Ủa 8 8 là 100 triệu kim miên bảo Đấy thấy chưa Rồi đánh phụ bản có Rớt kim miên bảo nữa nha Nói chung là rất rất là ngon ha Tổng cộng là Không biết ngày mai có được nhận không ta Thôi ăn ngày nào tính ngày đó đi ha game về là quá ngon rồi. Ủa vip nằm đâu? Nè, đó đánh đánh quái thường cũng ra được kim nguyên bảo không khóa nè ha. đi phụ bản là sẽ có kim nguyên bảo không khóa gì kim nguyên bảo khóa chứ. Game quá ngon ha, nhìn là thấy ok rồi. Đấy, nhìn nhân vật là đẹp không? Lên level 10 chưa trời, lên level 10 đặng uh, gì vậy? Đặng coi con nó có được thêm 10.000 kim 10 triệu kim cương bảo nữa không? Có móc, có. Nè qua wow, online. Gì đây? Đẹp, yeah, đu, whatever 20, 30, 30 đâu Đây, 30, 20 triệu nè Rồi, ok ha Vậy là xong Giới thiệu đến các bạn một con game Rồi, mấy thứ kia thì Các bạn tự tìm ha VIP thì chả thấy đâu VIP đâu VIP đâu ta, không thấy ta Nghe nói là được luôn VIP 14 mà đâu rồi? À thấy thấy cái chữ VIP rồi. Ủa sao đây là VIP không? Tào lao vậy ta Cho nó để là phi VIP 14 đầu game Để coi mình có nhận hiếu gì không ta Điểm danh, điểm danh không được Quà wow, online Có điểm danh là điểm danh không được nè ủa nói vip đầu game đầu game có thấy vip gì đâu ta thời trang nè ha Rồi Rồi sau khi nhìn sơ lại tổng quan thì bây giờ mình có luận ha Đây Không có quà điểm danh, không có quà online Đây Đây là quà cấp Lên level 10 là chúng ta được 10 triệu kim nguyên bảo khóa ha level 20 thì chúng ta 30 chúng ta sẽ được 20 triệu kim cương bảo khóa nữa ha là 40 triệu kim cương bảo đây đăng nhập ngày 1 chúng ta được 10 triệu kim cương bảo là được 40 triệu rồi nè và ngày thứ bảy là chúng ta được 99 triệu kim cương bảo điểm là vai 1 2 3 4 5 6 7 8 Ủa? 8 là đâu có được 99 triệu 99 triệu á mới coi lại là 99 triệu để điểm ra 24 6 24 68 90 đúng rồi 99 triệu đó tổng cộng là chúng ta có được 140 140 triệu kim nguyên bảo không khóa và dùng một dùng 10 triệu kim nguyên bảo khóa đó chúng ta vào tiệm ngay chỗ hạn chế nè mua luôn cái 100 000 kim nguyên bảo khóa đây đánh quái rớt kim nguyên bảo khóa đó Ủa đánh quái rớt kim nguyên bảo không khóa và đi phụ bản là rớt kim nguyên bảo khóa ha còn vip thì mình sẽ để đường link bên dưới các bạn inbox cho ad game mà lấy ha À và nói trước một điều game này có bán gm nhưng mà mình không có quảng cáo gm nên mình khuyên các bạn chơi phi là ok nhất bye bye chào tạm biệt các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha còn bạn nào mà thấy kênh bổ ích đó thì uh, có thể uh, ủng hộ kênh bằng cách inbox đó là inbox cho fanpage đó Fanpage nhận uh, chuyển khoản uh, Momo, chuyển khoản ngân hàng, gạt điện thoại, Viettel Đó. Cái link Momo thì mình có để ở dưới, còn... Uh, link Fanpage mình cũng để ở dưới ha Rồi, bye bye, chào tạm biệt tất cả các bạn Bây giờ mình làm tiếp con game khác cho các bạn đây nhớ like share nhiều nhiều nha để kênh tăng lượt uh, sub nha giúp cho mình ha để có mình có động lực và có thêm chút gì đó gọi là kinh phí ha bye bye chào tạm biệt tất cả các bạn cái con uc sẽ đau những cái link game này nọ đau file thì nó dễ hơn ha ở đây mình sẽ lấy một cái file phi tiên 1 tỷ hai hôm qua để làm ví dụ ha Đó, kéo xuống ở đây có phần ấy nè ha nó kêu chọn đèn giao thông địt mạ nó lỡ bấm vô mấy con nhỏ rồi quay lại ha bấm vô đây nó kêu chọn chọn gì chắc chọn cái cọ hay gì à, xe hơi mà xác minh này nọ thì xuống ha bấm vào cái link dưới này ha bấm một lần thì nó sẽ nhảy qua một cái link mới nếu mà nó nhảy tab thì các bạn lên đây nè bấm bỏ cái tab bên kia ha để là cái tab uh, lotero thôi ha giờ ở đây là chúng ta chờ tiếp ha rồi xuống không dây kéo xuống dưới này bấm vào lấy link nếu nó không nhảy qua tab mới á, thì cái bạn cứ để như vậy ha còn đây là đâu là cái file nè ha đó xuống kéo xuống đây tiếp tục chờ ha chờ xong rồi bấm vào đây đó chờ đủ không dây bấm vào này nó kêu gì vậy? đèn giao thông ở đây làm gì có đèn giao thông trời rồi sau hôm xác minh xong không hỏi là robot thì các bạn kéo xuống ha tạo đường link nè bấm vào rồi bây giờ chúng ta hết rồi ha kéo xuống bấm vào đó lấy được link ha ok bye bye chào tạm biệt các bạn